Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, trong chương trình thông báo sinh hoạt cộng đồng hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với ba khuôn mặt rất là quen thuộc của chúng ta. Đó là anh Alex Nguyễn, đại diện cho ban tổ chức của hội chợ Tết Miramesa hàng năm, và hai cô hoa hậu của chúng ta, hai cô hoa hậu Việt Nam San Diego năm 2022, đó là hoa hậu Vivian Nguyễn Đỗ và á hậu Alisa Từ. Ngày hôm nay sẽ cùng mời gọi quý vị đến với buổi tiệc dạ vũ người tình mùa thu để gây quỹ cho hội chợ Tết năm 2023. Trước hết chúng tôi xin chào Alex, Vivian và Alisa. Yeah, Alex xin kính chào quý vị khán giả và cũng xin chào chị Vân Anh. Vivian xin kính chào quý vị khán giả và xin cảm ơn cô Vân Anh ở VNTV có cho hai chị em có cơ hội để có mặt hôm nay. Yeah, xin chào quý vị, tên em là Alisa và cảm ơn rất nhiều cho hai hoa hậu tới đây hôm nay. Ngày hôm nay thưa quý vị thì Vân Anh sẽ mời Alex cùng điều hợp với lại hai cô hoa hậu rất là dễ thương của chúng ta để cùng mời gọi quý vị đến với buổi dạ tiệc sắp tới và cùng góp tay với ban tổ chức trong cái hội chợ Tết năm nay 2023. Mời Alex. Thì quý vị cũng biết là hội chợ Tết hàng năm là miễn phí cho cộng đồng đến tham dự, nhưng mà chi phí của hội chợ Tết thì càng năm càng lên cao, nhất là trong cái mùa Covid này, cái lãng phí nó lên cao, cho nên bây giờ thì chúng ta sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc để mà gây quỹ, để chúng ta có một quỹ để mà tổ chức hội chợ Tết năm nay, tức vào ngày tháng Giêng, tức là tầm 1 Tây, January 26, 27 và 28 ở tại Miramesa Community Park, ở nơi hàng năm chúng ta làm. Và hội chợ Tết năm nay sẽ tổ chức một cái buổi dạ tiệc gây quỹ vào ngày 7 Tây tháng 10 ở nhà hàng Tràm Chim, gọi là người tình mùa thu, tại vì lúc đó chúng ta đã vào mùa thu rồi, với có danh ca, với sự tham gia của danh ca Lâm Nhật Tiến và Hồ Hoàng Yến và những ca sĩ địa phương nữa. Vâng, thưa quý vị nhớ như quý vị, năm nay Tết chúng ta sẽ đến rất là nhanh, tại vì quý vị biết là cuối năm sau khi chúng ta đón mừng Giáng sinh Tết Tây rồi thì tại Tết ta năm nay là ngay tháng 1, cho nên ban tổ chức rất là chuẩn bị rốt ráo. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị đến với dạ vũ người tình mùa thu do Liên hội Tuổi Trẻ và Hiệp hội Người Việt San Diego tổ chức để có cái ngân quỹ tổ chức hội chợ Tết năm nay cũng tại công viên Miramesa vào năm 2023. Ngày thì chúng ta đã có rồi, anh Alex phải không? Anh nói là cái tuần cuối cùng của tháng 1, phải không? Đúng rồi, là tuần cuối cùng của tháng 1, tức là mình tổ chức một tuần sau cái ngày Tết, tại vì ban tổ chức cũng nói là ngày Tết hàng năm thì chúng ta ít có ai mà được thưởng thức Tết, cho nên để cho ban tổ chức thưởng thức Tết và cũng tạo ra một cái mùa không khí hội chợ Tết cuối tháng Giêng của 2023. Đúng rồi, bên anh thấy là ban tổ chức năm nào cũng rất là cực, không có được ăn Tết với gia đình, phải không Alex? Đúng rồi. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi được biết đó là cái chương trình dạ vũ người tình mùa thu đó, vé đó là vé VIP là 125 và vé thường là 100, bao gồm ăn tối nữa, một đêm thưởng thức ca nhạc, ăn tối, và bên cạnh đó rất là quan trọng là cùng góp tay với ban tổ chức để chúng ta có một cái buổi hội chợ Tết rất là tưng bừng và miễn phí cho mọi người. Alex có thể nhắc lại là hội chợ Tết của chúng ta tại San Diego đó là, bên anh nhớ là đã được xếp, được bình chọn là một trong những event lớn của San Diego, phải không Alex? Đúng rồi, thì trong cái tờ báo San Diego News Tribune đã bình chọn là hội chợ Tết San Diego là một trong những 10 hội chợ lớn nhất trong thành phố San Diego và cũng là một 10 trong những hội chợ được yêu chuộng nhất trong những khán giả mà đọc tờ nhật báo San Diego Union Tribune. Và thì chúng ta cũng đã biết là cái một cái hội chợ lớn như vậy mà được coi như đặt tên cùng với những cái hội chợ lớn như là Del Mar Fair hay là những cái hội chợ lớn của Mỹ thì cũng rất là một cái sự vinh dự của một cái ban tổ chức rất là nhỏ của chúng ta. Vâng, thưa quý vị hãy gọi ngay cho ban tổ chức để có những cái vé tham dự nha quý vị. Alex có thể cho cái số phone để quý vị có thể gọi mua vé được không Alex? Dạ, quý vị nào muốn mua vé thì xin hãy gọi chị Hiền vào số 858-740-4767. Một lần nữa là 858-740-4767, hoặc là gọi anh Lân vào số 858-717-9078, 858-717-9078.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta có hai cô hoa hậu rất là xinh đẹp ngồi ở trong cái chương trình ngày hôm nay, là tại vì một trong những cái tiết mục mà được yêu thích nhất trong hội chợ Tết hàng năm của chúng ta đó là cuộc thi hoa hậu rất là tưng bừng, rất là sôi nổi, bên cạnh những tiết mục như là cuộc thi Golden Voice, phải không Alex? Rồi Kids Spotlight, rồi Step Up Dance, rất là sôi nổi, rất là hào hứng. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ mời hai cô hậu của chúng ta chia sẻ về cũng như là cái mục đích của cái buổi gây quỹ ngày hôm nay và cơ hội chợ Tết sắp tới, cũng như sinh hoạt của Miss Việt Nam San Diego. Thì quý vị cũng đã biết là hàng năm Miss Việt Nam San Diego không phải là chỉ được cái danh hiệu đó xong rồi thôi, thì cũng phải làm một cái chuyện gọi là một cái việc thiện cho cộng đồng Việt Nam San Diego. Thì năm nay Vivian và Lisa sẽ nói về cái việc thiện của mình làm trong hội cho cộng đồng Việt người Việt của cộng đồng San Diego của chúng ta. Right. Hello everyone, my name is Vivian Nhat-Hun Wendo and I am Miss Vietnam San Diego 2022. As Alex just mentioned, every year the Royal Court of Miss Vietnam San Diego participates in a community-wide service project for San Diego. This year, the Royal Court of Miss Vietnam would like to introduce our project, which is called Project Power with Periods. This year's project is centered around period poverty and menstrual health in San Diego County. We are very passionate about this project and we felt that it was relevant, especially with the news going on today about women's health. Right now, we are currently accepting donations throughout San Diego County. We have various locations for our donation bins. We are accepting pads, panty liners, tampons, and sanitary wipes. And at the end of the year, the Royal Court will host a workshop and get together to package these products into little kits. We would also like to mention that donations will go directly to the homeless population in San Diego. I will now pass it on to Elisa, who will talk about our pageant recruitment, which is currently ongoing right now. All right, thank you so much, Vivian, for introducing me. So the Miss Vietnam San Diego pageant will be held Saturday, January 28, 2023. And we are currently looking for contestants for the Miss Vietnam San Diego pageant. If you are between the ages 17 to 26, you can feel free to apply at sdthet.com. And the last day of applications is October 14th. Our goal of our pageant program is to promote cultural preservation, personal development, and a commitment to service to our community of San Diego and beyond. We hope that all contestants will have the opportunity to meet others, build a sisterhood, and have a memorable and fun experience. All right, so we all know that the pageant is not just a beauty contest. So can you guys talk to us about your pageant experience and how it built up a sisterhood or community that you guys found within each other? Yes, during our pageant experience, it doesn't really matter if you have prior pageant experience or not. It really is a way to connect with your heritage and your culture. I originally joined Miss Vietnam San Diego as a way to practice my Vietnamese and also meet like-minded Vietnamese girls in the community. And that was my biggest takeaway from this whole pageant experience, was being able to learn alongside other girls my age in the community. It really is an amazing experience, and being on the Royal Court has been very humbling and rewarding. It really is a great opportunity for you to grow as a person and gain some confidence for your academic and work skills. And, you know, since become Miss Vietnam and the Royal Court, what has the Royal Court done? This year, the Royal Court has participated in several community events throughout San Diego. We've attended parades and also went to community events centered around learning about the political representation in San Diego and being able to talk to members in the community from various ethnic groups. It really has been a way for us to learn about the people in San Diego and also be exposed to all the different populations here and be able to talk to them as well. So yeah, I mean, as you can see, Miss Vietnam is more than just a beauty contest. It is about community engagement, community service, and civic engagement. So all of that is the experience that people gain through the Miss Vietnam pageant, right?
Yes, correct. We, Miss Vietnam San Diego, is not just a representation of the Vietnamese community in San Diego, but also it's a way for us to showcase ourselves as an individual and grow our personal skills that we can apply to whatever career we choose to do. These skills that we pick up, I've used them in school and work, and I'm sure that the other girls on Royal Court, this has been a way for us to learn together. And what about you, Alyssa? Any of that true? What was your experience? I would definitely back up what Vivian said about the experience of the pageant. For me, in building sisterhood, as someone who moved from Washington State, I did not have that experience of knowing Vietnamese women around me. And so the pageant itself allowed me the opportunity to be with women and Vietnamese women that were just not inside of academia, but as well as in the greater San Diego community. Và thì quý vị cũng biết là ít ai mà biết là cái hội chị Tết của chúng ta là hàng năm là khoảng chừng tổ chức rồi thôi là khoảng chừng 120 mấy ngàn để mà tổ chức thôi, mà coi như cái đó là cái tiền chi phí mà hội không phải là lấy lời mà để làm, tại vì những cái lời nào của chúng ta làm thì sẽ bỏ qua cho năm sau để mà tổ chức hội chị Tết. Và những cái chi phí của hội trong suốt một năm, giống như là quý vị đã biết là Vivian và Alyssa đã đi làm những công tác trong cộng đồng, thì chúng ta cũng cũng có một số chi phí đó, cho nên cũng phải dùng một cái tiền mà gọi là tiền lời trong hội chữ Tết. Năm nay thì chúng ta sẽ ước lượng là khoảng chừng, vì cái lạm phát lên thì mình tổ chức hội chữ Tết lên tới 150 ngàn, vì vậy cho nên cần phải là gây quỹ rất là nhiều, và cũng cầu xin quý vị đến tham dự cái buổi gia tiệc gây quỹ cho hội chữ Tết năm nay. Thì quý vị hãy gọi những cái số liên lạc anh Lân và chị Hiền vào 858-740-4767 hoặc là 858-717-9078 để mà mua vé ngày hôm nay. Vâng, và chúng tôi được biết là ban tổ chức cũng đã nhận được sự hỗ trợ rất là nồng nhiệt của quý vị khắp nơi cho cái buổi dạ tiệc sắp tới này. Tuy nhiên ban tổ chức vẫn còn một số bàn để mà trông chờ quý vị cho fill up hết cái nhà hàng ngày hôm đó. Cho nên một lần nữa xin mời quý vị, chúng tôi có số điện thoại trên màn ảnh, quý vị hãy gọi ngay cho chị Hiền cũng như là anh Lân để book vé ngay, book những cái bàn để mời gia đình bạn bè đến để ăn bữa cơm tối và cùng nghe chương trình ca nhạc rất là hay, và đặc biệt là cùng góp một bàn bay với ban tổ chức. Vivian và Alyssa chắc chắn cũng có mặt trong cái buổi dạ tiệc đó phải không? Dạ đúng. Cho nên mà quý vị đến, quý vị mà muốn chụp hình chung với các em hoa hậu rất là xinh đẹp và rất là giỏi. Quý vị, các em không những là xinh đẹp mà các em còn rất là giỏi trong việc học hành cũng như là các công tác phụng sự trong cộng đồng của mình nữa, phải không Alex? Đúng rồi, thì Vivian thì mới vừa ra trường và định đi vào học về ngành y tá, và Alyssa thì cũng mới ra trường cái bằng tiến sĩ, cho nên là cái như mấy em chúc mừng rất là tài giỏi. Vâng thưa quý vị, và bên cạnh đó ban tổ chức cũng xin kêu gọi tất cả các chủ nhân các cơ sở thương mại có thể hỗ trợ cho hội chợ Tết bằng cách là sẽ là một trong những người sponsor cho hội chợ Tết sắp tới. Thì mọi chi tiết quý vị cũng có thể vào cái website gọi là website, mời Alex, là SDTet, tức là San Diego Tết, SDTet.com. Gian hàng ngày hôm nay thì đã bắt đầu mở ra cho mọi người book gian hàng thức ăn chưa vậy Alex? Gian hàng thì bắt đầu sẽ mở vào khoảng chừng tháng 10. Chúng ta đang cần update cái website để mà mở gian hàng. Thì khoảng chừng tháng 10 thì quý vị cứ vô website để mà book gian hàng lúc đó. Thì Alex, trước hết thì Alex cũng cảm ơn cộng đồng người Việt chúng ta cũng đã ủng hộ hội chợ Tết. Năm sau, tức là năm thứ 18, chúng ta làm một hội chợ Tết. Tuy nhiên là khi nào mà những em mà sinh ra vào cái hội chợ Tết lần đầu tiên năm nay có thể đi thi hoa hậu rồi. Wow! Quý vị cũng đã biết là một cái 18 năm mà làm hội chợ Tết thì cũng khá dài, và nếu mà chúng ta không thể nào làm hội chợ Tết nếu không có sự ủng hộ của cộng đồng và của quý vị, thì cũng rất là cảm ơn quý vị rất là nhiều trong những năm qua. Mời Vivian. Yeah, trước tiên em muốn cảm ơn VNTV cho Alex và hai hoa hậu để có cơ hội để nói chuyện về Tết cho năm tới. Rồi cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho cái Liên hội Tuổi Trẻ và Hiệp hội Người Việt, cái
this event is very special to all of us, and to keep it going, that's something that we would really want to see. I would also like to mention to check out our social media, Instagram and Facebook, Miss Vietnam San Diego. You can learn more about our project there, and we have updates about our pageant recruitment as well. Alisa? Thì em sẽ chỉ nói cảm ơn VNTV để có dịp để nói chuyện về Hoa hậu Việt Nam San Diego. Vâng, và lời cuối cùng Vân Anh xin gửi đến quý vị phụ huynh cũng như là các em là quý vị có thể phổ biến đến cho con em mình cũng như là khuyến khích con em mình ghi danh tham gia cuộc thi Hoa hậu Miss Việt Nam San Diego trong hội chợ Tết sắp tới. Các em trong Miss Việt Nam San Diego đã bắt đầu nhận đơn phải không Alex? Thì quý vị có thể vào website cũng như là social media của Miss Việt Nam San Diego để biết thêm chi tiết, và các em cứ mạnh dạn để mà tham gia trong cuộc thi Hoa hậu rất là vui hàng năm tại hội chợ Tết của chúng ta. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Cảm ơn Alex, Vivian, Lisa, và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong buổi dạ tiệc Người tình mùa thu do Liên hội Tuổi trẻ và Hiệp hội Người Việt San Diego tổ chức vào ngày 7 tháng 10 sắp tới. Mời Alex nói lời cuối cùng. Và cũng xin quý vị cảm ơn quý vị rất là nhiều, và cũng hẹn gặp lại quý vị vào Người tình mùa thu tại nhà hàng Tràm Chim vào ngày 7 tháng 10.